Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng, Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa, Maria đừng sợ vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà gia cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần, việc đó sẽ đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và quy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con thiên chúa. Và này Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ vì không có việc gì mà chúa không làm được. Maria liền thưa, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền và thiên thần cáo biệt Trinh nữ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô người khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, trong lịch phụng vụ tháng 10 được đặt tên là tháng Mân Côi. Hội thánh khắp nơi hay người Kitô hữu khắp nơi đã dành suốt một tháng để có những tâm tình rất riêng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Và lòng đạo đức bình dân với Đức Trinh Nữ Maria dành cho Đức Trinh Nữ Maria cũng quả thật rất riêng được gọi là một tháng cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Sáng hôm nay chúng ta có thể gợi về những biến cố với ánh sáng lời Chúa trong bài đọc thứ nhất. Biến cố sau khi Chúa Giêsu Kitô đã chết và phục sinh. Đồng thời cũng là những ngày các tông đồ quay quần bên nhau, đặc biệt bên mẹ của Đức Giêsu và những người phụ nữ khác để cầu nguyện, để trông chờ niềm vui phục sinh đến với các ngài. Các tông đồ của Chúa Giêsu Kitô trong ngày có sự hiện diện của đức mẹ cũng chính là tông đồ của đức trinh nữ maria để đồng hành với mẹ để cùng với mẹ bước tiếp theo những nhịp bước loan báo tin mừng còn trong bài tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe một bài tin mừng rất quen thuộc không biết một năm chúng ta nghe thánh luca thuật lại bao nhiêu lần bởi vì rất nhiều lần không thể đếm để rồi biến cố truyền tin mà đức trinh nữ maria đón nhận với hết tâm tình của mình không chỉ là mẹ của thiên chúa mà còn là một người kitô hữu xứng đáng còn là một người mẹ của nhân loại đích thực và biến cố thứ ba chúng ta có thể gợi về trong lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi hôm nay. Lịch sử đã ghi lại ngày 7 tháng 10 năm 1571. Đức Giáo Hoàng Bio thứ năm đã long trọng thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi với lòng biết ơn sâu sắc. Hẳn chúng ta còn nhớ Đức vua của quân Hồi giáo đã đem quân sang thành La Mã Roma với lời thề hứa sẽ làm cho quảng trường thánh Phê -rô trở nên một chuồng ngựa. Thế nhưng một đội quân Hồi giáo hùng mạnh như vậy không thể tiến vào thành Roma. Và cho đến hôm nay người ta vẫn còn thắc mắc không biết lý do nào mà một đội quân lớn mạnh như thế không thể tiến vào thành La Mã. Để rồi chúng ta nhớ về đội binh Công giáo rất ít ỏi với những vũ khí thật thô sơ. Tuy nhiên hậu phương là những lời kinh kính mừng của biết bao người kia tơ hữu theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Bio thứ năm đã chống lại sức mạnh của con người, sức mạnh của quân hồi giáo muốn chiếm đóng thành La Mã Roma. Thế thì một trận cuồng phong đã nổi lên dữ dội, nhấn chìm toàn quân hồi giáo thổ nhĩ kỳ và sau đó không lâu thì đức giáo hoàng Bio thứ năm đã biết ơn Đức Trinh Nữ Maria và đã mạnh dạn tin tưởng vào lòng từ bi của Đức Mẹ che chở con cái của mình, gìn giữ giáo hội theo thánh ý Thiên Chúa và đã thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 năm 1571 như chúng ta mừng lễ hàng năm. Tuy nhiên, sự khó khăn vẫn còn đó cho đến ngày hôm nay đối với con cái của đức mẹ đối với giáo hội người việt nam chúng ta đang phải đối diện hay cả mọi người trên thế giới này đang phải gặp khốn đốn vì tình cảnh dịch bệnh kinh tế thấp kém con người xa lạ bệnh tật chống chọi mang đến bao nhiêu nỗi khó khăn và thách đố cho chúng ta. Có người phải mất mát niềm tin, có người phải trao đảo niềm tin. Bởi vì trong gia đình, những người thân đã ra đi một cách quá mau chóng. Cuộc sống thì quá khốn đốn khó khăn. Thiên Chúa ở đâu? Bàn tay của mẹ Maria đã từng yêu thương che chở. Sao không lên tiếng để đỡ nâng con cái của mẹ. Nỗi đau của chúng ta chắc chắn cũng là nỗi đau của Thiên Chúa. Chắc chắn cũng là xót xa của Đức Mẹ. Vì vậy, chúng ta hãy vững lòng trong cậy. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ lịch sử đã ghi sắc đã ghi sâu, đã ghi đậm bao nhiêu lần che chở, yêu thương và cứu chữa của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ vẫn kêu gọi mỗi người chúng ta như sứ điệp ở Fatima vào năm 1917. Mặc dù như đã nói khi khởi sự thánh lễ, chúng ta không có ngày hành hương trở về La Mã trong giáo phận Vĩnh Long của chúng ta. Chúng ta không thể trở về những nơi hành hương, tôn vinh hay sùng kính Đức Mẹ, Fatima Vĩnh Long hay Fatima Bình Triệu hay La Vang, kể cả Tà Pao. Theo nghĩa rộng, mọi người có thể đến đó trong ngày 13 tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn được mời gọi hãy cầu nguyện với chuỗi kinh mân côi tựa như những cánh hoa hồng những cánh hoa hồng mà con cái dâng lên cho đức mẹ vườn hoa hồng của hội thánh đang nở rộ để tiến dâng với tâm tình của những người con dành cho mẹ thiên chúa cũng là mẹ của chúng ta và rồi ngược lại những hoa hồng của ơn thánh chúa những ân sủng mà đức trinh nữ maria cầu thai nguyện giúp cho chúng ta cũng sẽ được nở rộ nơi từng trái tim, nơi từng tâm hồn của người kia tơ hữu. Trong đó chắc chắn không thể bỏ qua những ơn phúc mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta nhờ ơn Đức Mẹ. Ơn biến đổi, ơn sống thánh thiện, ơn biết tin tưởng vào Thiên Chúa hoàn toàn, ơn hy vọng, ơn phó thác. Chúng ta xin được như vậy, vì thánh ý Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria nhân ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay.